Tin chưa mày chứ? Hả? Sao ngày nào mày cũng để cộng đồng mạng ném đá thế hả? Hả? Tôi nào biết. Tôi thấy ai thì tôi làm. Chứ có đá đéo gì ra đâu. Mà cũng tại thằng Trịnh cha. Nó giống thằng Bông Vinh chất tiệt nào đấy. Cái hả? Mày cút khỏi nhà tao ngay. Mày... Nếu lên được 10.000, tao thề sẽ đốt nhà thằng Trịnh cha. Sau khi bị phụ huynh đuổi khỏi nhà, Xuân lưu lạc khắp nơi, được bà Phó Đoan nhận vào làm việc ở một sân quần. Với khả năng mồm mép và đôi tay lưu loát của mình, cậu được chuyển qua làm việc cho một tiệm Âu hóa Văn Minh. Này con đốc, ông làm gì mà lén la lén lút vậy? À, ông nhìn trộm gái tắm khẽ cái mồm thôi. Chết cả đám mới được. Trộm đâu mà trộm, chẳng qua là chưa đến lúc thôi. Mà cái thời buổi Âu hóa này, đứa nào đẹp thông minh mà chẳng thèm chim tết. Mày nghĩ đi, làm thân trâu chó cả đời mà chỉ biết tưới gốc chuối, còn lại thì cái này xem như vô dụng. Âu hóa cả rồi, đến chị em nhà con hoàng hôn cũng đùa mốt thời thượng đấy. Người ta gọi phán dây thép là phán mộc sơn. Biệt phủ hạng sang cũng không bằng một gang dưới rốn. Âu hóa rồi, đầu óc cũng phải mở mang thôi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thằng Xuân, lại đây, lại đây. Sao nó thiêng thế? Kỳ này chết rồi. Bà cho gọi ạ. Dạ, con làm gì nên tội, bà tha lỗi ạ.
làm gì đâu. Sao mặt anh lại đỏ lên thế? Tôi biết cả rồi. Nói, tôi và dì Phó Đoàn ai ngon hơn? Dạ, bà Phó tuy đẹp thật, sao quyến rũ bằng chị đây được ạ? Sánh chị với bà Phó Đoan khác gì Nguyệt Nga với Thị Nở ạ? Không xứng, không xứng ạ. Anh Xuân tầm nói những câu như rót mật vào tai đấy. Chẳng chắc con gái đi làm đều rụng trứng vì anh. Có chị nữa phải không? Tôi là con gái nhà danh giá, nhưng tôi lại không thích lễ nghĩa thế đâu. Mà này, đêm nay nhà không có ai, tôi lại sợ con ma. Anh ở lại đây với tôi nhé. Chị không sợ cũng cố ngơ ạ. Có ăn có chọn mới gọi là trâu chứ. Đêm đó khi ánh đèn đã ngả, mọi người đã say giấc. Hai người vào ba ra bảy với nhau mãi tận mờ sáng. Thế bây giờ chị thích lớn hay bé? Anh lớn mà phải cho tôi. Bé quá như chuột ngoáy lộn mỡ. Bà khẽ khẽ cái mồm thôi, để cho hàng xóm người ta ngủ. Quá rồi. Bác nghĩa là không được ngại. Thôi làm nhanh đi. Từ đó Xuân bỗng chốc nổi tiếng nhờ đôi bàn tay và tài nghệ lang băm của mình. Già trẻ lớn bé đều ước một lần được Xuân tầm quất. Cậu chuyển hẳn sang nghề bấm huyệt chữa xương khớp. Đâu rồi, giờ mày chán đi bằng đây thiếu 4 ngàn. Được. 4 ngàn.